Bánh chào tất cả quý vị khán giả. Hiện tại thì mình đang ở cái phần đường dẫn đi lên cầu Mỹ Thuận 2. Ngay tại vị trí này, đó là cái nút giao với tuyến cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương. Đây, xa xa bên đây là bà con của mình sắp tới là sẽ đi thẳng về Trung Lương luôn nha. Đây là cái điểm kết nối nè. Cái chỗ này là cái phần lối ra lối vào của tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Chỗ này là rẽ ra quốc lộ 30 nè. Còn phía bên kia thì là từ quốc lộ 30 đi vào. Còn đi thẳng ngay chỗ này, chỗ có con Lương nè, đi thẳng á, là sẽ nhập với tuyến cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương. Hôm nay thì mình thấy là các anh làm lắp lan can nè, thảm nhựa, rồi vạch kẻ đường, nhìn rất là đẹp rồi nha. Con Lương này kia nhìn đẹp lắm cả nhà. Mình chạy xuống đây một đoạn cho anh em mình xem nha. Khúc này thì các anh đang còn gào nên là mình cũng không có chạy sâu vô được. Mình đứng xa xa mình quay cho cả nhà mình xem để mà cả nhà mình hình dung được đó. Cái chỗ đó là lối ra quốc lộ 30 đó. Còn đi thẳng là nhập vô tuyến cao tốc nè, Trung Lương Mỹ Thuận nè. Còn bên kia là lối vào. Video này thì rất là nhiều quý vị khán giả cũng có yêu cầu mình làm một cái video để mà chia sẻ về cái chỗ cái nút giao này. Từ cầu Mỹ Thuận 2 đến vị trí này là khoảng 4 cây số. Đó, thì rất là nhiều cái phương tiện đang lưu thông ngay tại vị trí này nè. Thì từ Mỹ Thuận đi Trung Lương đó. Sắp tới thì khi mà hoàn thành rồi thì các anh sẽ tháo những cái con Lương đó ra, bắt đầu là sẽ thông xe qua luôn nha. Rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy ngược lại từ hướng Trung Lương, Mỹ Thuận, hết cao tốc rồi bắt đầu là sẽ nhập vào tuyến cao tốc này đi về Cần Thơ nè. Bắt đầu mình chạy lên cầu phần đường dẫn này, lên tới cầu Mỹ Thuận 2 luôn, cho cả nhà mình thấy được những cái tiến độ mới nhất hôm nay nha. Khúc con Lương, khúc chỗ này thì con Lương đang làm, thì các anh để sẵn hết trơn rồi, khi nào mà sắp đầy đủ hết thì các anh sẽ sắp xếp lại cho nó ngăn nắp, cho nó thành một cái con đường, một cái đường dài. Đường dẫn bên Tiền Giang thì dài 4,3 km, còn bên Vĩnh Long là dài hình như là 0,4 km. Khúc này thì các anh bỏ con Lương rất là nhiều ở đây rồi nè. Mấy cái con Lương này thì các anh đúc sẵn ở bên bãi tập kết, rồi có xe vận chuyển lên đây, có cái cẩu đưa xuống. Song song bên kia là tuyến quốc lộ 1A. Xa xa có gì khán giả thấy được, còn Mỹ Thuận 1 và Mỹ Thuận 2 nè, hai cái đỉnh tháp nè, song song với nhau nhìn rất là đẹp. Ở bên đây thảm nhựa kẻ dạch phân làng xong xuôi hết rồi cả nhà, còn bên Vĩnh Long thì chưa có kẻ dạch con tim đường nè, rồi vạch giữa nè cũng chưa, các anh mới thảm nhựa thôi. Còn bên Tiền Giang thì các anh đã thảm nhựa lâu rồi. Bên đây là gần như đã hoàn thành rồi, chỉ còn lắp con Lương nữa thôi là xong xuôi hết. Lan can thì mình thấy là còn một số đoạn ngắn thôi là chưa lắp thôi, chứ đa số là mình thấy là các anh đã lắp xong xuôi hết rồi. Bây giờ là ngày 13 tháng 9 ha, thì
tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thì chưa có hoàn thành, thì cầu Mỹ Thuận 2 thì dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 này. Lúc đó thì bà con của mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh qua cầu Cần Thơ, thì nếu mà tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ chưa hoàn thành thì mọi người sẽ có một cái lối rẽ về quốc lộ 80 và về quốc lộ 1A. Khi nào mà tuyến cao tốc hoàn thành rồi thì mình sẽ đi thẳng về Cần Thơ luôn. Hiện tại thì chưa có xong cả nhà ơi. Mà cầu xong thì nhưng mà đường cao tốc chưa xong. Bây giờ là các đơn vị nhà thầu đang quyết liệt thi công để mà hoàn thành cùng lúc với dự án cầu Mỹ Thuận 2, nhưng mà không biết có kịp hay không. Cả nhà mình chờ xem có kịp hay không nha. Cầu Mỹ Thuận 2 là một thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, có điểm đầu tại đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2, địa phận Tân Hòa của Vĩnh Long, và có điểm cuối tại cầu Chào Bà Lớn của xã Thượng An, Bình Minh, Vĩnh Long, có chiều dài là gần 23 km, bắc qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Mà công nhận cái đường đẹp thật cả nhà ơi, rộng lắm. Này là có 4 làn đường nha. Lúc này là chưa để con lương nè. Nếu để con lương là bích chỗ này luôn, là mỗi bên là 2 làn đường. Giống như cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cũng có 4 làn đường và tốc độ thiết kế là 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh là sẽ có 6 làn đường. Còn một cái đoạn ngắn chỗ này là chưa có con lương thôi. Chứ từ cái chỗ mà nhập vào tuyến cao tốc cái phần đường dẫn này á, thì từ Trung Lương về á, thì ngay cái điểm đầu là con lương dài tới đây luôn nè. Còn một đoạn ngắn khoảng 200-300 m thì thôi là đi lên hết con lương luôn. Là thấy hết con lương. Lan can này kia lắp đầy đủ rồi. Do mình chạy xe thực tế bên ngoài á, nên là có cái tiếng xe nè, rồi tiếng gió nữa, nên là rất là mong cả nhà mình thông cảm nha, nó hơi ồn tí, mà cũng hy vọng là sẽ giúp cho cả nhà mình hình dung được cái phần đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận 2 phía bên bờ Tiền Giang như thế nào. Đây đây, khúc này thì tiếp tục có con lương rồi, chỉ còn một đoạn ngắn thôi là không có con lương, còn lại là có hết rồi nha. Phía trước mặt đó là một cây cầu bắc qua cái đường đi xuống bến phà cũ, cầu vượt. Sắp tới cầu Mỹ Thuận 2 rồi cả nhà ơi. Ở cầu Mỹ Thuận 2 hôm nay thì các anh công nhân kỹ sư của các đơn vị đang thi công khối dầm cuối cùng, dầm thứ 16 để mà chuẩn bị cho cái quá trình hợp long. Và các anh dự kiến hợp long từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 10 sẽ hợp long nhịp giữa sông của cầu Mỹ Thuận 2. Khúc này thì tim đường thì các anh cũng đã kẻ xong rồi. Xa xa quý vị khán giả thấy cầu Mỹ Thuận 2 rất là đẹp luôn. Bờ Vĩnh Long và bờ Tiền Giang đã chạm với nhau rồi, các đơn vị đã có thể là đứng bắt tay với nhau được rồi. Cầu Mỹ Thuận 1 và cầu Mỹ Thuận 2 cách nhau chỉ 300 mấy chục mét, gần 400 mét thôi. Đây là chỗ cái đi đường đi xuống bến phà cũ Mỹ Thuận hồi xưa nè. Từ khi có cầu Mỹ Thuận rồi thì bây giờ phà cũ bến phà đã ngưng hoạt động rồi.
nhưng mà bà con của mình ở đây thì vẫn kinh doanh hoạt động bình thường ở đây. Hồi xưa ở đây là rất là nhộn nhịp luôn, bây giờ Bến Hòa ngưng rồi thì không có còn buôn bán nhiều như lúc trước nữa. Đây, từ vị trí này thì cách cầu Mỹ Thuận 2 khoảng 1 cây số nữa thôi. Khúc này chưa có con lươn. À, cũng một đoạn thôi, còn cái đoạn trên kia là đã có con lươn rồi. Hai bên thì đường dân sinh, bà con đi lại cũng rất là thuận tiện, dễ dàng luôn nè. À, thảm nhựa này kia, hai bên đường dân sinh rất là đẹp. Rồi, chỗ này thì không có đi lên được nữa cả nhà ơi, do là công trình đang thi công nên là để đảm bảo an toàn nên là mình sẽ không có di chuyển được nữa. Mà cũng hy vọng là video này sẽ giúp cả nhà mình hình dung được cái phần cái điểm đầu chỗ mà kết nối với cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nè. Đã thảm nhựa rồi, lan can này lắp xong xuôi, hình như là khoảng 100% luôn rồi. Mình thấy không có các anh đứng làm cái lan can nữa. Nhưng mà không biết xa đằng kia thì có hay không, nhưng mà nãy giờ mình chạy cũng khoảng hơn 3 cây số nhưng mà không thấy các anh làm. Còn vạch kẻ đường thì ok, đã kẻ 100% cái vạch kẻ đường lên cầu Mỹ Thuận 2 rồi. Còn con lươn thì một số đoạn thì chưa, có một số đoạn ngắn thôi. Mà đa số thì mình thấy khoảng 90% là đã có con lươn rồi cả nhà. Quá đẹp. Còn Mỹ Thuận 2 thì có 6 làn đường nhưng mà cái phần đường dẫn đi lên á thì 4 làn. Mỗi bên 2 làn nha. Đó, xa xa quý vị khán giả thấy dây văng của cầu Mỹ Thuận 1 nè. Quá đẹp luôn. Rồi, bên đây là cầu Mỹ Thuận 2 nè. Hôm nay thì bên trụ tháp T15 của trụ tháp T16 của bà Vĩnh Long thì các anh cũng đang căng kéo bó cáp dây văng số 16, cáp cuối cùng. Rồi sau khi hoàn thành ở Vĩnh Long thì các anh sẽ di chuyển qua kéo cáp ở trụ tháp T15 của bờ Tiền Giang. Rồi sau đó thì các anh sẽ làm thép rồi bơm bê tông. Lúc đó thì các anh sẽ chuẩn bị hợp long nhịp giữa. Từ đây sắp tới thì sẽ rất là hoành tráng đây. Thì cả nhà mình nhớ đón xem những video tiếp theo của mình. Nếu quý vị khán giả nào mà chưa bấm nút đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mà khi mà mình đăng những cái video mới nhất về cầu Mỹ Thuận 2 thì cả nhà mình có thể là xem được tất cả những video mới nhất trong kênh của mình nha. Rồi, bye bye cả nhà. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo nha. Bye bye. Cái đường chạy quá đã mọi người. Im ru à.